Xin chào tất cả các cháu. Chào mừng các cháu đã quay trở lại với kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip về một đĩa mì siêu cay siêu to khổng lồ. Các cháu ạ, nào các cháu cùng làm cùng bà nhá. Bà ơi, bà nhầm kênh rồi. Thế à, thế các cháu nhấn like và chia sẻ video của bà nhé. Rồi thì bà đi đi. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Untitled Productions của mình. Mình cũng thay mặt tất cả những người ở Untitled Productions xin lỗi các bạn vì một sự nhầm lẫn nho nhỏ của mình và kênh của bà Tân Vlog. Nhưng mà mình cũng xin chúc mừng bà là bà kênh channel của bà Tân Vlog đã nằm vào trong top 3 những kênh trên YouTube mà có nút vàng nhanh nhất thế giới. Và đấy cũng là một kỷ lục rất là đáng khen. Nhưng khi đang khám phá kênh bà Tân Vlog, mình cũng phát hiện ra rằng là trong một góc nhỏ rất là nhỏ của YouTube xuất hiện cả một cộng đồng YouTuber Việt Nam mà cũng đang làm những chuyện giống y hệt như bà Tân và cũng làm nhiều thứ khác nữa. Và mình xin giới thiệu với các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ thực hiện thử thách ăn mì siêu cay siêu to khổng lồ của bà Tân Vlog. Rồi, lên đi. Lên. Đánh nó cho mày ơi. Đánh nó. Không. Nó tập biến về rồi kìa. Cảm ơn 69 đã subscribe cho kênh của mình nhé. Ôi trời ơi. Thua rồi. Nam Anh. Mày làm gì? Chửi bới om sòm lên hết thế này. Con đang livestream ạ. Stream gì mà stream? Phẳng thì rác rưởi. Mày suốt ngày dán mắt vào máy tính rồi. Bao giờ có việc, bao giờ có vợ, con, hả? Những đây là con mà. Vợ cái gì mày xuống này, ông lão về xử chết mày luôn. Đấy. Xin chào tất cả anh em của chúng tôi. Tôi là Prank HD TV. Và hôm nay chúng tôi sẽ thực hiện một thử thách rất là nổi tiếng mà các anh em đang làm hiện nay. Đó chính là thử thách xịt acid vào mặt của em gái mình. Ok, tôi sẽ thực hiện đây các em. Ủng hộ tôi may mắn nhá. Bye. Đang làm gì ấy? Đang học. Ra đây anh bảo. Tại sao? Không bận mà. Nhưng không ra đây anh bảo, mẹ bảo này. Anh em ơi, đây là một video mà rất là hay mà tôi vừa nghĩ ra. Các em nhớ like và subscribe ở bên dưới. Nhớ comment down below là những thứ gì mà tôi sẽ làm tiếp theo nhé, anh em nhé. Bye bye. Nào, trật tự nhá. Bây giờ, thầy nhắc lại này. Thầy có công thức là 2 cộng 2 bằng 4. Nhưng dựa trên một công thức rất là phức tạp mà thầy vừa mới tạo ra, các bạn có thể chứng minh rằng là 2 cộng 2 bằng 5. Cho nên từ điều 1 và điều 2 chúng ta suy ra 4 bằng 5. Em tưởng là 2 cộng 2 bằng 4 rồi mà. Em là thầy hay thầy là thầy? Máy tính của em nó cũng nói là 2 cộng 2 bằng 4 mà. Thằng ngu! Máy tính là thầy hay thầy là thầy? 2 cộng 2 bằng 5. Ôi, cái thằng này nó ăn cay vãi thề. Ngồi xem cũng thấy cay được. What the, cái gì thế không biết. Ôi kinh khủng vãi. Ôi, không tin nổi. Mẹ nó đang mắng kìa.
Kinh khủng thế nhở? Oh my god. Lại cái thằng này nữa, thằng ngu thế. Đang yên lành tự nhiên đi tạt lại xít mặt con em. Giáng sinh cái kia rồi tạt đã xít. Kinh khủng thật đấy, không biết tạt xít mà có đau không nhở? Chắc đau. Ui ôi, cái thằng này. Sao có một cái thằng này ngu thế à? Ông này phải đáng đạt giải Nobel thế giới. Anh em nhớ comment để ông này đạt giải Nobel thế giới với cái gọi là cái gì? Thầy giáo tốt nhất thế giới à? Vậy, video của mình đến đây là kết thúc. Mong các bạn có một trải nghiệm rất là vui và hài hước. Và mình cũng nghĩ là dù mình chỉ nói 5 loại YouTuber Việt Nam nhưng mà có rất nhiều. Rất nhiều luôn. Nhưng mình cũng muốn nói với các bạn là dù bạn ăn mắc bang hay là bạn ngồi react đi chăng nữa thì phải vẫn luôn nhớ một điều, chính là phải ra từ giờ anh em quẩy lên. Chúng mình là Untitled Productions. Và nếu các bạn thích video này, hãy nhớ like và subscribe để có thể